Em xin kính chào quý anh chị các bạn quay trở lại trung tâm sẽ là qua sử dụng nha. Em quay cho quý anh chị các bạn một chiếc xe đang có tại cửa hàng bên em. Chiếc Toyota Fortuner máy xăng số tự động bản Sport Evo, có tem dán Sport Evo và na răng thể thao anh em nhé. Nội thất của chiếc Sport Evo đây anh em. Đấy, xe nổ máy rất êm luôn anh em nhé. Chạy 7 vạn thôi. Xe rất mới. Tất cả nút bấm và tất cả những chi tiết của chiếc xe đều hoạt động bình thường nhé. Đây nguyên bản của chiếc xe anh em. Ghế theo xe, ghế da, nội thất kem anh em nhé. Đây, nội thất đây anh em. Đó, phim cách nhiệt các thứ là đầy đủ. La răng này, 17 inch anh em nhé. Có ốp TGD Sport Evo, lốp rất dày anh em này. Đấy, về gầm xe này anh em này. Đó, gầm xe đấy. Đi từng chi tiết cho anh em nhé. Có cảm biến sau này. Cốp thì vẫn là cốp cơ anh em nhé. Nhà Toyota thì nó không thiên về công nghệ. Đấy, kích lốp đầy đủ anh em ạ. À, chi tiết này. Đó, tất cả những cái này đều còn nguyên anh em nhé. Đó. Đây, keo chỉ máy móc này. Đó. Xe rất mới anh em nhé. Đây ạ. Keo chỉ máy móc của chiếc xe đây anh em nhé. Đó. Đây, anh em nhìn này, tất cả chi tiết đều nguyên bản của chiếc xe luôn. Điều hòa hoạt động rất tốt anh em nhé. Những vết của nhà sản xuất đầy đủ anh em nhé. Đây, sản xuất năm 2015. Chi tiết máy móc cung gầm xe luôn. Đây anh em nhé. Này, gầm này. Đó, bô rất sáng nhé. Đó, biển Hà Nội thì rất là đẹp anh em ạ. Chiếc xe này biển Hà Nội rất đẹp luôn anh em nhé. Đây này, anh em nhìn này. Máy hoạt động êm không ạ? Đó. Tất cả chi tiết rằng này. Chi tiết này. Đấy. Đây, phần đầu xe đây anh em nhé. Đấy, quay chi tiết cho anh em. Chạy có 7 vạn thôi. Rất là chất rồi anh em ạ. Đấy, anh em nào mà quan tâm đến chiếc Sport Evo này anh em qua cửa hàng để xem xe nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi ủng hộ. Chiếc xe này thì bên em luôn luôn có giá mềm cho anh em nhé. Giá đang chào bán loanh quanh 600. Thì anh em nào quan tâm thì bên em sẽ gửi thông tin chi tiết qua anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.